Bên hệ nhàn thị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái sĩ gia chân gia tham. Xin tham ân tu xin tham ân tu xin tham ân tu y đăng pha lăng e tát minh rất tân át tây yas minh sam bát sam đà na chê tạ sô. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cấm măng, kết tập bằng kỳ ri văn. Ma ma ca dê na hoa cha ma na sa, ti đa sê su ga tăng ca tăng. Dê sát ta sanh nhi nô ách ti dê, cha sát ta sanh nhi nô. Ca tăng quân nhá phá lăng mây hàng, sắp bê phá ghi, phá hoàn tu tê, dê tăng ca tăng su quy đi tăng định năng. Quân nhá phá lăng ma gia dê, cha tát tha na cha na ni đê hoa gánh tòa ni quê đa dùng, sắp bê lô cầm hi dê, sạch ta. Chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuôn năng phù cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phật con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay. Người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quỷ ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới càng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu Phật báo cũng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Người hàng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chật phạt ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng lục căn lúc trong sáng, trí tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyển niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê. Nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quan tưởng. Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình không hẹp hòi quái, không giận hờn quán thù. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Hai xả ly kiến thụ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn, không ải nhiễm dục trần thoát ly đường tử.
Y đằng qua ta mê buồn nhằn a sa quắc ca dạ quá ăn hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là muộn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con đọc kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sa Khai. Trước tiên kính lễ cho con tìm được tăng cho nickname mà chúng ta không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiện nam thiện nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 200. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Các thần áp tế giác sở quân đà mỹ quý thù mê hệ sĩ ở răng rất tài cho tù lô quốc tâm bồ sắp phá gá rù hí chết thác cổ lô cá sá sá thai cho nữ đầm mơ khu quý đồ quân đà mơ hành tầng ná rác phù thế này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não tối căn tối thượng giáo chủ trên năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dâng lên thoát trần còn xin đã lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất duy bồ giác ta sơ sát tu nô lô cà nam mình phá sâu đà cơ hồ khổ bành nhu vô thấp và thư phù thí tình nhớ tù quanh đà mất hành tầng ra rác phù cha này pháp bảo với danh vàng nhân ra cho sáng vật màng vô minh phá ta lầm lạc dũng sinh để những Phật tổ quang minh rõ ràng xin lãnh lễ pháp quốc nhận sang khu với sức tổ chú quốc hồ sức kha sức đà mù với bác thầm với sức bác tổ niềm đà với sang kha đi ra nà đá rù quá rù hoành đà với hành tầng đá rớ phù cái này giác tầng thăng bảo thanh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị con xin định để tăng hy đáng cho công chúng nhớ gì cúng dường ta tận hấp tế giá tề chê nó xích khà mê hề tu vã ta năng ta xa bí hà nú phà huề nó ta hát xa dê ta sẽ chặt tụ cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành con nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao nam mô bổn thầy gia phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học này tổ Phật ngôn 200. Quý vị nhìn trên màn hình ha. Su su khăn quá tá chi hòa mã su su khăn quá tá chi hòa mã. Hình như cái câu này chúng ta đây là lần thứ ba hay thứ tư gì ạ? Câu này à, 197, 198, 199. Câu đầu tiên này chúng ta đã học qua. Có nghĩa là vui thay chúng ta sống. Quá tá quá thật chi hòa má chúng ta sống à, su su khăn su su không khăn là an lạc thì su su khăn tức là do cái từ su khá hạnh phúc vui vẻ nhưng có tiếp đồng ngữ su ở phía trước tức là khéo léo tốt đẹp à, tức là vô cùng an lạc hoặc là vui thay à, vô cùng an lạc hoặc là vui thay từ su su khăn vui thay chúng ta sống câu đầu tiên
câu số 2. Ye sang lu nát thi kinh chát năng. Ye sang lu nát thi kinh chát năng. Ye sang lu nát thi kinh chát năng. Bởi vì câu số 1 chúng ta đã học rồi, cho nên chúng ta lướt qua ha. Đây là lần thứ 4 ôn lại câu này. Quá tá quả thật chi qua má là chúng ta sống, su su khăn thật là an lạc, hạnh thật là hạnh phúc. Ở đây Ngài Hòa Thượng dịch rằng vui thay chúng ta sống. Rồi bây giờ qua câu số 2 ha. Ye sang lô nát thi kinh chá năng. Ye sang lô nát thi kinh chá năng. Chữ ye sang. Ye sang. Ye sang do đại từ giá. Do đại từ giá. Nhưng mà ở đây ye sang nó là một đại từ số nhiều, một đại từ số nhiều. Thay vì chỉ giá, số ít nó là vô, còn số nhiều là dê sân. Thì ở đây chỉ dê sân có nghĩa là chúng ta ha? Chúng ta. Rồi từ thứ hai là nô. Nô đây cũng là một đại từ, nhưng mà nó số ít, nó do cái từ A-hằng. A-hằng là tôi, nhưng mà ở đây được chia theo sở hữu cách số nhiều ha. Sở hữu cách số nhiều chát thi quỷ pháp thi và hữu quá trình á. Cho nên chữ nô này, chữ A-hằng rồi biến thành chữ nô là của chúng ta. Nô là số nhiều ha, của chúng ta. Chữ a hăng là cá nhân ha, nô là số nhiều, là của chúng ta, của chúng tôi. Rồi cái đời thứ ba, nát thi. Chữ nát thi. Chữ nát thí do cái từ ná cộng với áp thí. Ná cộng với áp thí. Ná có nghĩa là không, mà áp thí là có. Vậy thì nát thí có nghĩa là không có. Nát thí là không có. Rồi cái từ cuối của câu số 2, kinh chánh năng. Kinh chánh năng do cái từ kinh chánh á. Kinh chánh á là một đại từ trung tính, tức là akarantanapum sakalinga. Nhưng mà chữ kinh chánh á này được chia theo đối cách số ít, đối cách số ít, đối tỷ giá quy pháp tí e có quá chánh á. Cho nên kinh chánh á đến kinh chánh năng. Kinh chánh năng là bất cứ vật gì. Kinh chánh năng là bất cứ vật gì. Như vậy thì câu số 2, Ye sang lô nát thi kinh chánh năng. Ye sang lô nát thi kinh chánh năng. Ye sang lô nát thế kinh cha năng, không có vật gì là của chúng ta. Không có vật gì là của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3, bi tí phất kha và quýt sa ma. Bi tí phất kha và quýt sa ma. Bi tí phất
Pavisama. À, câu số 3 chúng ta có hai từ. Pitipakha là 1, Pavisama là 2. Chữ Pitipakha do 2 từ, tức là Piti và chữ Pakha. Chữ Piti nó là một danh từ nữ tính, Ikranta Ithilinga. Piti có nghĩa là hân hoan, vui hân hoan, vui sướng. Piti cái từ thứ hai là Pakha. Pakha do cái từ Pakha. Pakha đây là một tính từ có thể ăn được, đã được ăn. Ở đây chữ Pakha được chia theo chủ cách số nhiều, Bathama Bahuvachana Vipatti, cho nên Pakha biến thành Pakha. Pakha có thể ăn được hoặc là đã được ăn. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau, Pitipakha. Pitipakha, những người thọ thực được pháp hỷ, những người thọ thực pháp hỷ, những người thọ thực pháp hỷ. Pitipakha. Rồi, cái từ thứ hai, Pavisama. Pavisama. Đây là một động từ số nhiều ha. Động từ số nhiều do cái căn ngữ phu. Do căn ngữ phu. Động từ này có nghĩa, cho chúng tôi nghĩa là chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ là. Chúng ta sẽ là. Rồi sao? Câu số 4 nó bổ sung ý nghĩa. Chứ còn cái câu số 3 này hơi khó hiểu ha. Ngữ phu, phu tức là có dấu huyền ở trên đó. Chứ không phải là chữ phú ha. Rồi nó là chữ phu, phu, phu mà chữ bê, bê, bê bò chứ không phải bê phở này. Chỉ cho thêm dấu huyền đó. Rồi bây giờ câu số 4 này nó sẽ bổ sung cho câu số 3. Deva Apasara Yatha. Deva Apasara Yatha. Deva Apasara Yatha. Câu số 4 có 3 từ. Deva là 1, Apasara là 2, Yatha là 3. Chữ Deva do cái từ Deva. Nhưng mà đây Deva nó được chia theo chủ cách số nhiều. Tức là những vị chư thiên, những vị chư thiên. Rồi Apasara. Apasara do cái từ Apasara. Apasara đây là một tính từ nam tính ha. Akarantapumlinga. Nhân chữ Apasara này được chia theo chủ cách số nhiều, tức là Bathama Bahuvachana Vipatti. Cho nên chữ Apasara biến thành Apasara. Apasara là thuộc về cõi quan âm, hay là cái cõi mà có hào quang sáng, quang âm thiền, hay là cõi có hào quang sáng. Ừ.
Rồi chí dạ tha ví như, dạ tha ví như. Chỉ có, chỉ có thiếu chữ y thành ra chỉ có mất tiêu à. Có ấy có hào quang sáng à. Như vậy thì câu số 3, câu số 4, hai câu này bổ sung ý nghĩa. Chúng ta nghe dễ nghe hơn ha. Vi tí phát khao phá quýt xa mát đều qua ao phát xa ra giác thà. Vi tí phát khao phá quýt xa mát đều qua ao phát xa ra giác thà. Là những người thọ thực pháp hỷ, chúng ta sẽ giống như chư thiên cõi Quan Âm. Những người thọ thực pháp hỷ, chúng ta sẽ giống như chư thiên cõi Quan Âm. Đó là ý nghĩa câu số 3 và câu số 4. Phật ngôn 200. Cái nghĩa định vận chúng ta đã thông qua và có được một cái văn xuôi dễ nghe. Không có vật gì là thuộc về chúng ta. Chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Là những người thọ thực pháp hỷ, chúng ta sẽ giống như chư thiên cõi Quan Âm. Xin lặp lại. Không có vật gì là thuộc về chúng ta. Chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Là những người thọ thực pháp hỷ, chúng ta sẽ giống như chư thiên cõi Quan Âm. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ thế này: vui thay cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, vì phi lạc luôn thì tựa như thiên sứ các vị Quan Âm. Ôi thầy cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi phi lạc luôn thì tựa như thiên sứ các vị Quan Âm. Cõi, cõi quan là cõi gì? Cõi chư thiên ở cõi Quan Âm á, tức là Apasara, Quan Âm thiên. Cái cõi của quan là cõi sáng. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu: vui thay chúng ta sống không vì cõi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên ngầm. Vui thay chúng ta sống không vì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Vui thay chúng ta sống không vì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Rồi, rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần tìm hiểu trường âm và đoán âm à, để chúng ta đọc được câu Phật ngôn này. Rồi quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Su su khang quá ta chi hòa ma, su su khang quá ta chi hòa ma, su su khang quá ta chi hòa ma. Câu này hình như lần thứ tư hả chúng ta học ạ. Câu này khó hay dễ? Có ai thấy câu này khó? Có ai thắc mắc về câu số 1 không? Alo, có ai thắc mắc câu số 1 không? Không có ý kiến, tức là đồng tình à, chấp nhận ha. Vậy thì qua câu số 2. Ye sang lo nát
thi kinh cha lăng nhẹ sân lô nắp thi kinh cha lăng. Câu số 2 có tất cả mấy từ? Câu số 2 có được mấy từ? Có tất cả 8 từ, cũng giống câu số 1 thôi ha. Mặc dù câu số 2 chỉ có 3 chữ, tức là su su căn là 1, quá ta là 2, chi qua má là 3. Câu số 2 này tới 4 là dê săn là 1, nô là 2, nó thấy là 3, kinh trần năng là 4, 3 hay 4. Nhưng mà cái âm của nó, cái câu này có tất cả là 8. Có tất cả là 8. Vậy thì trong 8 từ của câu số 2 này có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Xin nhật Quỳnh An Giang ha. Từ số 5 chạy qua số 6. Rồi, 2 số 6, 1 số 5. Như vậy. Dê săn nô nắp thiết kinh cha năng. Rồi, bây giờ trong 6 cái trường âm này, quý vị cho biết nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? À, nó nằm trong 3 loại trường âm ha. Bây giờ chúng ta mổ xẻ tiếp ha. Trường âm thông thường được bao nhiêu? Trường âm thông thường 2 từ, đó chính là chữ dê và chữ nô ha. Chữ dê, chữ nô, đó là 2 trường âm. Sĩ Trung Nguyễn cũng tham gia chiến đấu ha. Rồi, tốt. Rồi, tìm ra trường âm thông thường rồi ha. Bây giờ trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn là một trường âm có 2 phụ âm đi theo phía sau, gọi là trường âm nhấn. Cũng có 2 nha. Rồi, xà thủ sử dụng Dùng Nguyễn cũng chiến đấu luôn ha. Rồi, lại trường âm thứ 3, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được mấy đứa? Đức Chén Hoài hả? Hỏi có được mấy đứa? Nó Đức Chén Hoài. Rồi làm chiếc Dung Nguyễn sợ quá. Cũng đưa lên có 2 luôn. Wow, hay quá ha. Như vậy là trường âm thông thường có 2, trường âm nhấn có 2, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 2. À, cái này chắc lên sau cùng, như vậy chắc là bắt chước người ta quá, không tự tin. Ai copy mà, ai sao tôi vậy ha. Thôi bây giờ muốn chắc ăn là sẽ xích Dung Nguyễn đưa bàn tay lên, nói cái này thật sự biết vậy, là cái đầu óc sáng suốt bình tĩnh cho nên thấy rõ ràng là như vậy, chứ không phải bất chước người ta, không phải copy. Rồi sử dụng Nguyễn đề tài phân tích câu số 2. Alo, đề tài phân tích câu số 2 để bà con khỏi khi dễ chứ. Rồi bàn tay sử dụng Nguyễn đâu? Mắc cỡ ra, mắc cỡ không chịu đưa tay nữa, khổ thiệt. Alo, sư Chú Nguyễn, phân tích câu số 2. Câu số 1 dễ quá, ai cũng biết là học nó lần thứ tư. Câu số 2 này lần đầu nè, không là biết được rồi. Kiểu này là copy người ta rồi, cho nên biết bẻ mắm, khổ thiệt ha. Quỳnh Minh Tâm ơi, ngồi im ru à. Phân tích dùm câu số 2, bởi vì giọng Huynh Minh Tâm rõ ràng lắm, nghe là thấy giật mình liền á. Huynh Minh Tâm phân tích dùm câu số 2. Đó, chắc là dạy học la lớn quá, bị viêm mộng rồi, khổ đế thiệt. Mời Huynh Minh Tâm.
Thỉnh sư Trí Đức tiếp tục uống cà phê. Trước hết con kính định lại vấn an sức khỏe sư Trí Đức. Kính chào quý Phật tử. Con xin phân tích trường âm đoạn âm của đoạn sai. Dê sang nô nát thí kinh chá năng. Dê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và trong đoạn số 2 này có đủ 3 loại trường âm. Dê, nô là hai trường âm thông thường, xăng, năng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nát, kinh là hai trường âm nhấn, thí, chá là hai đoạn âm. Trong câu này đặc biệt là cái gì nó cũng hai hết. Dê sang nô nát thi kinh chá năng, nó có đủ hết, cái gì cũng hay hết trơn. Rồi con kính thỉnh sư trả lời. Alo, 1 2 3 1 2 3, sư Trung Nguyễn. Thấy huynh Minh Tâm phân tích vậy thấy có ổn không, đúng hay sai? Alo, sư Trung Nguyễn, cầm micro không được, bị viêm họng không nói được, thì bây giờ đã phân đúng vậy là tốt rồi. Tức là câu này là một câu đặc biệt, cái gì cũng hay hết. Hai trường âm thông thường nha, hai trường âm nhấn ha, rồi hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha, rồi hai trường âm dài nữa nha. Ủa, có trường âm dài không bà con? Hai đoạn âm chứ không có hai trường âm dài. Hai quá viêm họng mà cười kiểu nó dễ bị ho lao lắm á, coi chừng. Rồi bây giờ qua câu số 3. Câu số 3, câu này bộ hơi khó khó ha. Pi ti phất kha pha vi sa ma. Phải đọc lại chứ, quên. Chưa đọc lại cho nên chưa qua câu số 3 được. Su su khang wa ta chi wa ma ye sang no nát thi kinh cha năng. Su su khang wa ta chi wa ma ye sang no nát thi kinh cha năng. Su su khang wa ta chi wa ma ye sang no nát thi kinh cha năng. Rồi bây giờ qua câu số 3 ha. Bì tí phắc khà phá huyết xà ma. Bì tí phắc khà phá huyết xà ma. Bì tí phắc khà phá huyết xà ma. Cái câu số 3 này, quý vị thấy câu số 3 này có bao nhiêu loại trường trong này? Có bao nhiêu loại trường âm trong này? Sik Kim, Sik Mita nói câu số 3 này chỉ có hai loại trường âm mà thôi. Rồi Sik Nhật Quỳnh cũng đồng ý. Trong hai loại trường âm này, bây giờ hỏi trường âm nhấn có được bao nhiêu từ? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Quý vị nó còn hai, tức là chữ phất và chữ quýt. Sư Trung Nguyễn bị viêm họng mà chắc cái tay không bị viêm không, chát lên thì cũng đúng quá nha. Chữ phất và chữ quýt là hai trường âm nhấn. Rồi bây giờ hỏi đi anh Sư Trung Nguyễn, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Rồi Sư Trung Nguyễn trả lời đi, cái này đi, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Chỗ này là bí liền ha, bí liền thấy rõ liền. Ủa không, ôi
chính xác quá, giỏi quá trời quá đất này nè. Cũng biết là không có chữ ngâm đọc theo dòng nguyên ngâm nữa. Vô thiệt ha. Rồi, ta chữ ngâm thường thôi, có được bao nhiêu đây? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? À, chị Kim, chị Nhật Quỳnh, chị Meta, ba người là phải rồi, ba người là bạn con số ba. Ba người là con số ba. Chị Bi là một này, chị Kha là hai, chị Sa là ba. Mình chào chị Khánh Dung vừa đến với Pháp Hội. Rồi. Alo, câu số 3. Trong cái câu số 3 này, Sĩ Khả Dung ơi, đang phân tích dùng câu số 3 đi. Chắc kêu vô trong room này mà không mời thì nó khi dễ, khổ quá. Thôi Sĩ Khả Dung đóng góp ý kiến coi cái câu số 3 này, trường âm đoán âm sao đây, mà người ta chát lên búa xua thấy cũng gối quá. Bây giờ Sĩ Khả Dung gom lại dùm đi. Pi Ti Phật Kha Kha Quý Sa Ma, trường âm đoán âm như thế nào, có bao nhiêu trường âm dài? Ai mời Sĩ Khả Dung. Chắc nghe trường âm dài không biết trường âm như thế nào đây nữa ha. Rồi. Ai Sĩ Khả Dung đâu, bàn tay đâu, rồi xa thú. À, trường âm rõ ràng nghe, không có trường âm dài nghe, đừng nghe, nghe số 7 là rồi nó trường âm dài nữa là hố luôn á. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong room, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép phân tích câu số 3. Bi Tí Pa Kha Pa Quýt Sa Ma. Dạ, phi là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, pa là đoạn âm. Dạ, dạ con xin phân tích lại ạ. Phi là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, pa là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, má là đoạn âm. Và trong câu này có hai trường âm nhấn là chữ phát và chữ quýt, có ba trường âm thông thường là chữ vi, chữ kha và chữ sa, và còn lại là đoạn âm. Và con phân tích không biết có đúng hay không, và kính xin giảng bích cho sư, nếu có sai xin sư sửa. Dạ con xin phép xuống mất ạ. Sĩ Khả Dung phân tích như vậy rồi mà nói ra không biết có đúng hay không nữa, mà khi chữ Phật á, đọc chữ phá nghe đọc trở lại biết là đọc sai á, đọc lại thành ra chữ Phật. Như vậy thì thấy trong cái giọng đọc của mình, trong cái vấn đề nhìn lên để phân tích thì biết rõ đúng và sai. Cho nên khi mà đọc bị hố, đọc sai, đọc sửa lại liền, thì như vậy quý vị đã có một cái căn bản. Mình đọc tới đâu cũng giống như mình ăn cơm, ăn tới đâu biết là no tới bao nhiêu rồi, uống nước đã khác hay chưa. Trong giọng đọc của mình, nhìn vô đó mình đọc biết đúng hay biết sai, đó là một cái điều mà phải làm chủ lấy chính mình. Như vậy thì Sĩ Khả Dung mới tới nhưng mà vẫn lên chia sẻ này, phân tích chính xác rồi. Ở trong này chỉ có Sĩ Kim là tặng bông tặng hoa nhiều hơn người ta,
nghèo mà chảnh ha, hình như ở gần cái chợ cho nên ra hốt sẵn đó tặng bà con nhiều lắm. À, hoàng hỷ rồi, xin nhà bình, xin mê ta thấy người ta có độ lượng, à, có chừng mực ba bông là ba bông thôi, muốn có tặng gì cũng vừa vãi nhiều như vậy. Ai xa tôi chỉ cần dùng. Bây giờ qua câu số 4 ha. Câu số 3 vậy còn gì để mà nói? Câu số 4 Deva Avasara Yatha, Deva Avasara Yatha, Deva Avasara Yatha. Câu số 4, câu này có tất cả là bao nhiêu trường âm? Câu này có bao nhiêu trường âm? À, mình chào cô tu nữ Tề Duyên đi học trẻ, chà, sung sướng à, đi học trẻ được mà được chào, vậy là cũng vinh dự lắm nha ha. Câu này có tất cả là 6 trường âm. D là 1, qua là 2, A là 3, phát là 4, ra là 5 và tha là 6. Tất cả là 6 trường âm. Trong 6 trường âm này nó nằm vô trong bao nhiêu loại trường âm? Nằm vô trong bao nhiêu loại trường âm? À, check em, check meta. Nó là nó nằm ở 2 loại trường âm. À, trong 2 loại trường âm đó thì chúng ta thấy trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? À, trường âm thông thường có được 5 từ luôn dữ thiệt. Rồi bây giờ hỏi quý vị tiếp này, trường âm dài có được bao nhiêu? Nè, chỗ này bí ha. À, ủa, chiếc máy ta nó có 1 cả ha. Chiếc Nhật Quỳnh nó không nè. Thôi, chiếc Kim cười, ngộ ta. Trường âm dài có được bao nhiêu? Cái này tôi hỏi, hỏi chiếc Dung Nguyễn á. Cái này sử dụng Nguyễn sáng chế ra trường âm dài thì cái bất chất đọc theo vậy thôi, chứ không biết trường âm dài là trường âm thế nào nữa. Hôm trước á, hôm trước sử dụng Nguyễn nó trường âm dài nè, cho nên sử mấy ta nó có 1 nè, rồi sử Kim cười thì sử Nhật Quỳnh nó không nè. Cổ qua trường âm là đã dài rồi, còn gì nữa mà trường âm dài. À, trường âm thông thường có 5 ha. Rồi bây giờ trường âm đọc theo dòng nguyên âm có bao nhiêu? Trường âm đọc theo dòng nguyên âm không có. Chính xác, trong câu số 4 này không có trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Mà quý vị nhớ, trường âm đọc theo dòng nguyên âm tức là chia M có cái nút rồi. À, phía trước nó là những đoạn âm nguyên âm, những đoạn âm nguyên âm tức là A, I, U. Sau A, I, U là chữ M có dấu chấm, gọi là M có nút rồi. À, à đây cái câu số 4 này không có. Vậy thì trường âm nhắn có được mấy? Có được bao nhiêu? À, xích hạnh dung, xích mê ta, xích kim. À, cho biết rằng trường âm nhân chỉ có 1 mà thôi. Rồi, xà thủ chính xác quá. Chỉ có bị hố câu này là trường âm dài thôi ha. Rồi, câu số 4, đề qua hào phát xá ra giấc hà. Xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên lên chào bà con rồi phân tích luôn. Ôn lại câu số 4, cô tụi nữ Hình Duyên ơi, chuẩn bị nè, 1, 2, 3, cầu thủ này là không bao giờ đưa tay mà chỉ trình trình xuống là chụp micro à. Rồi, chụp nha, lên đi.
thầy. Dạ con kính tri ân. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Thầm Mà Dạ Khà Dạ. Con thành kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Thế Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Để quý bà quý cô tu nữ. Và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Nhà con xin phân tích câu số 4. Deva Apat Sara Yatha trường âm thông thường qua lịch qua A trường âm thông thường làm âm nhạc, sắc là đoạn âm, ra là trường âm thông thường là đoạn âm, tha là và đâu bốn này có hai loại trường ba loại trường âm đế hê qua a là trường âm thông thường. Đoạn âm ra là trường âm thường, giá là trường âm thông thường. Dạ con đã phân tích xong. Ủa cái gì vậy Xích Kim, phân tích Phật ngôn mà để cái gì mà sao đức chến hoài vậy, không hiểu. Rồi Nhật Quỳnh gì hu hu nữa. Không biết là tự nhiên phân tích như thế nào mà người nói như thế này. E qua A là trường âm thông thường. D qua A Pháp là trường âm nhấn, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm âm bậy bạ, đúng rồi, giá là đoạn âm, tha là trường thông thường, âm thanh không được liên tục. Bây giờ có nghe rõ chưa? Wi-Fi của cô bị đứt hoài này đi không nhỏ. Vậy là tại Wi-Fi. Tại Wi-Fi. Giờ quý vị thông cảm nghe rõ âm thanh của con không ạ? Bây giờ con xin phân tích nữa. Nhật Quỳnh có nghe rõ không ạ? Alo alo. Dạ cảm ơn Dung. Đó thấy chưa người nghe. Rồi, giờ tự nhiên xin phân tích lại ha. D qua A là trường âm thông thường. Phát là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Tha là trường âm thông thường. Dạ, xong rồi. Nhật Quỳnh có nghe rõ không? Thôi bây giờ tôi xin xuống mít. Alo, 123, 123, chị bên ta nghe rõ nè, chị Dung Nguyễn nghe rõ nè. Rồi sao chị Kim máy tốt quá, thấy người ta lên phân tích là đúng quá, cái phá đám con bị đứt nè, bị đứt liên tục, và cái đứt chén, đứt gì tùm lum hết trơn, chưa có đứt bóng nè. Rồi. Cô tu nữ Tuệ Giang phân tích cái câu số 4 này, nói rằng có tất cả là ba loại trường âm. Nghe cả giật nữa hả?
tất cả là ba loại trường âm, làm Sĩ Nhật Quỳnh nó khóc, không biết hu hu là Sĩ Nhật Quỳnh có ý sao mà Sĩ Nhật Quỳnh khi mà nghe cô tụi nữ tự nhiên phân tích mình sao lại khóc, không biết nữa. Sao mít ước quá thế này không biết nữa. Rồi mời Sĩ Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, Nhật Bình kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn Dung Nguyễn, cảm ơn cô Tệ Duyên chị Meta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và dạ, tại lúc đầu cô Tệ Duyên lên phân tích thì cái âm thanh cô nó không có được rõ, nó bị đứt nên con nghe cũng không có được rõ, con khóc là do nghe không có rõ. Và cô nói nên là con khóc thì vậy thôi. Và tại vì nếu mà tặng hoa cho cô mà không đúng thì con bị sai, mà con tặng đúng thì nó không có an toàn. Tại vì nghe nó không có liên tục cái chỗ mà thí dụ như chữ giá đi là đoạn âm, nhưng mà nó bị đứt cái thành trường âm. Thành ra con thấy vậy mà con khóc thôi. Và còn bây giờ thì cô Tuệ, lần sau thì cô Tuệ Duyên phân tích rất là đúng rồi, nên là vậy đó Bạch Ngài. Và con kính nhân mít đến Ngài ạ. Đúng vậy, cô tu nữ Tệ Duyên phân tích thì đúng, nhưng mà có khi gom lại tôi nói là có ba loại trường âm trong cái câu này, có một lần nói như vậy. Nhưng mà rồi phân tích lại, phân tích thì đúng, nhưng mà gom lại nói rằng cái câu số 4 này có tất cả là ba loại trường âm là sai, chỉ có hai loại mà thôi. Rồi như vậy nghe là coi như cũng giải quyết xong ha. Rồi bây giờ câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liền là Pi Ti Phất Kha Pha Quý Sa Má Đề Hòa Hào Phát Sa Ra Gia Tha. Pi Ti Phất Kha Pha Quý Sa Má Đề Hòa Hào Phát Sa Ra Gia Tha. Pi Ti Phất Kha Pha Quý Sa Má Đề Hòa Hào Phát Sa Ra Gia Tha. Hai câu này mời xích niệm từ, không biết hôm nay đường truyền có tốt hay không, xích niệm từ ha. Hôm nay giờ ngồi im ru à. Xích niệm từ ơi, câu 3, câu 4 bây giờ lên đọc lại thôi. Đọc lại hai câu này cho nó liền lạc nhau, phân tích thì người ta phân tích rồi. Alo, xin niệm từ, lên thử âm thanh, coi hôm nay đường truyền tốt không. Rồi, để ta lên ha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ cô Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, Sít Kim, Sít Nita. Dạ, con cảm ơn cô Tuệ Duyên cho con biết âm thanh rõ. Dạ. Dạ thưa ngài, cái máy con nhiều khi con đánh vô khi nó bị gì vậy, cái con ngồi im con sợ. Dạ, và ngài gọi con thì con lên con đọc. Dạ, con xin đọc câu số 3 và số 4. Bi Ti Phất Kha Pha Quý Sa Ma Đề Hòa A Phát Sa Ra Gia Tha. Dạ, cảm ơn tới giờ con cảm ơn ngài. Dạ. Bi Ti Phất Kha Pha Quý Sa Ma Đề Hòa A Phát Sa Ra Gia Tha. Bi Ti Phất Kha Pha Quý Sa Ma Đề Hòa A Phát Sa Ra Gia Tha. Dạ, con chỉ đọc thôi hả ngài. Con không nghe ngài, ngài kêu con lên thì con lên, con không biết ngài kêu gọi con lên để đọc hay làm gì nữa. Cô phân tích nên là xin mình. Dạ. Dạ. Con
con xin phân tích câu số 3. Bi ti phát kha pa vi sa ma. Dạ, bi là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, wis là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, má là đoạn âm. Dạ, như vậy câu này chỉ có hai loại trường âm nhấn và trường âm thông thường, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm nhấn có hai, phát và wis. Trường âm thông thường có bi, kha, ba, và có năm trường âm thông thường. Dạ, dạ nghe được chưa sư Như Quỳnh? Dạ, dạ con, dạ từ cảm ơn sư. Dạ con xin phân tích câu số 4. Dạ cảm ơn Như Nguyễn. Đề hòa a phá sa ra giá thà. Dạ, đề là trường âm thông thường, hoa là trường âm thông thường, a là trường âm thông thường, phá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Dạ, như vậy câu này cũng giống như câu số 3, là chỉ có hai loại trường âm nhấn và là chữ phát, và trường âm thông thường thì có d, wa, a, ra, tha. Dạ, dạ có năm trường âm thông thường. Dạ. Dạ. Dạ, còn bao nhiêu là đoạn âm? Dạ, phân tích câu số 3 lại. Dạ, để những từ phân tích câu số 3 lại. Bi ti phát kha phá quý sa má. Bi ti phát kha phá quý sa má. Bi là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, wis là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, má là đoạn âm. Dạ, câu số 3 chỉ có hai loại trường âm. Trường âm nhấn có hai, phát, wis. Trường âm thông thường có 5, bi, kha, sa. Trường âm thông thường có bi 1, kha 2, sa là trường âm thông thường chỉ có 3, còn đoạn âm thì có tí, phá, má. Dạ con đã phân tích hai câu số 3 và số 4 xong. Dạ con có sai, dạ, xin ngài sửa lại giùm con. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài. Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng. Sa thủ xin niệm từ. Quý vị có nghe cái câu mà người ta hay nói là cứ bình tĩnh mà run không? Khi mà chúng ta đứng trước một cái đạo tràng, một cái số đông người, thì chúng ta không làm chủ được bản thân mình. Cho nên trong cái giọng đọc của chúng ta, hoặc là nhiều khi chúng ta khớp, chúng ta sợ, chúng ta mất bình tĩnh. Để rồi ba trường âm nói tới năm trường âm. Ba trường âm mà nói tới năm trường âm hai lần, chiếc niệm từ đã nói như vậy. Nhưng mà rồi khi mà lần thứ ba chiếc niệm từ cũng phân tích rõ ràng ba trường âm chứ không phải là năm. Trường âm nhắn có hai, trường âm thông thường có ba, đọc câu số ba. Thì
quý vị cũng thông cảm. Bởi vì khi lên cầm bích cô, đừng có nói rằng quý vị đối với chư Tăng rồi. Ở trong chùa khi mà tăng sự trước đám đông á, chỉ có 3-4 vị thôi mà cũng mất bình tĩnh, cũng trốn. Nhất là khi mà sám hối với nhau, có lỗi lầm, không phải sợ bị ăn đòn. Nhưng mà khi mà kê khai cái lỗi của mình trước chư Tăng, dầu những cái vị đó nhỏ hạ hơn mình, cho nên coi như chúng ta cũng thông cảm đi ha. Rồi mục đích đó là mời Sức Niệm Từ lên để coi cái đường truyền thế nào, âm thanh có tốt hay không, chứ mấy hôm trước đó là thất bại, hôm nay là thành công rồi ha. Rồi quan hỷ quan hỷ. Bây giờ ôn lại ha. Su su khăn quan tá chi hòa ma ye sang nô nát thi kinh cha năng bi ti phật kha pha quế sa ma đề hòa a pha sa ra ya tha su su khăn quan tá chi hòa ma ye sang nô nát thi kinh cha năng bi ti phật kha pha quế sa ma đề hòa a pha sa ra ya tha số số khẩn qua tất trì hòa mã về sanh nô nát thi kinh cha năng bi ti phật kha pa quế sa mã đề hòa a phát sa ra ya tha. Ôi thầy, chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin... Ồ, trời ơi, có ai nghe rõ không vậy? Cô, cảm ơn cô Meta. Em cơ Dung Nguyễn. Dạ, vậy nghe rồi ha. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 200. Sú sú khăn quá tay chi hòa má dê sang nô nắc thi kinh cha năng thì tí phát khà pha quỳ xà ma đề hòa à phát xa ra giác thà. Sú sú khăn quá tay chi hòa ma dê sang nô nắc thi kinh cha năng thì tí phát khà pha quỳ xà ma đề hòa à phát xa ra giác thà. Sú sú khăn quá tay chi hòa ma dê sang nô nắc thi kinh cha năng thì tí phát khà pha quỳ xà ma đề hòa a phát sa ra giác tha. Phải đọc một lần nữa, cái chỗ này kỳ quá. Sú sú khăn quá, sú sú khăn, sú sú khăn quá tay chi hòa ma dê sang nô nắc thi kinh cha năng thì tí pháp kha phá huyết sa ma đề hòa a phát sa ra giác tha. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sửa, con xin trả máy lại. Alo, xin kêu đọc về vốn là nha. Đọc như vậy là đọc về vốn. Hai lần trước đọc khác, hai lần sau đọc khác. Không biết đọc khác chỗ nào không? Chị Kim có biết đọc sai, đọc không giống nhau á, đọc ở chỗ chữ nào không? Rồi trong đầu tràng, quý vị có chú ý chị Kim có nhớ về vốn không? Hai lần đầu đọc khác, hai lần sau đọc không giống nhau. Alo, rồi bây giờ chị Kim nhận định lại. Cái chỗ nào mà coi như đọc đúng là hắn nằm ở chỗ đó. Vì tí phật kha pha quýt sa ma, chữ pha quýt sa ma mà hai lần đầu đọc pha quý sa ma, và hai lần sau mới đọc là pha quýt sa ma. Vậy thì hai lần đầu với hai lần sau tức là huề vốn ha. Rồi mời người khác.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sangaya. Dạ, con kính lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con sẽ bài câu pháp cú số 200. Su su khang wa ta chi wa ma ye sang no na thi kinh cha năng bi tí phát kha pha quýt xà ma đề wa a phát sa ra giá tha su su khang wa ta chi wa ma ye sang no na thi kinh cha năng bi tí phát kha pha quýt sa ma đề hòa a phát sa ra giá tha số số khăn quá ta trì hòa ma về sang nô na thí kinh chá năng bi tí phát kha phá quýt sa ma đề hòa a phát sa ra giá tha vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta. Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sú sú khăn quá tá trì hòa má dề sang nô nát thí kinh chá năng bi tí phát kha phá quýt xà má đề hòa a phát xá ra giá tha. Vui thai cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, giữ nuôi phỉ lạc, luôn khi tựa như thiên sứ các vị quan âm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sangkhaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Mít Ta đã cho biết nghe rõ. Và bây giờ con xin bài kinh pháp cú số 200. Su su khang quá tích chi qua má dê sang nô ná tí kinh chá năng bi tí phát khà phá quýt sa má đê qua a phát sát ra giá tha su su khang quá tích chi qua má dê sang nô ná tí kinh chá năng bi tí phát kha phóc quýt sa ma đề qua a phát sát ra giá tha su su khang quá ta chi qua ma đề sang nô ngã thi kinh cha năng bi tí phát kha phóc quýt sa ma đề qua a phát sát ra giá tha vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta. Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Phổ thư này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại, chẳng gai chúng gì, dưỡng nuôi phỉ lạc luôn khi tựa như thiên sứ các vị quan âm. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Su su khang quá ta chi qua má dê san nô su su khang quá ta chi qua bi tí phát kha phô quýt sa ma đề qua a phát sát ra giá tha
Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Dạ, câu thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Tuệ Duyên đã đọc xong. Dạ, bây giờ Tuệ Duyên xin hành xuống mít. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Sư Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Kinh Pháp Cú số 200. Susukhang watachi wa maje sang no nati kinchanang vititekka pavissa made wa apasara yatha. Susukhang watachi wa maje sang no nati kinchanang vititekka pavissa made wa apasara yatha. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Susukhang watachi wa maje sang no nati kinchan vititekka pavissa made wa apasara yatha. Vui thay cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại gì, dưỡng nuôi phỉ lạc luôn khi, tự như thiên sứ sát các gì, các vị quan âm. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ, con xin trả mít lại cho Đạo Tràng. Dạ, yeah. Gửi niệm từ xin Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, yeah. Con kính lễ cô Tuệ Duyên. Dạ, yeah. Con kính chào Đạo Tràng. Dạ, yeah. Cảm ơn cô Tuệ Duyên. Cảm ơn Sít Mê Ta. Dạ, yeah. Cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Dạ, yeah. Cảm ơn Dung Nguyễn cho biết là âm thanh đã nghe rõ. Dạ, đừng từ trả bài câu Pháp Cú số 200. Susukhang watachi wa maje sang no nati kinchanang vititekka pavissa made wa apasara yatha. Susukhang watachi wa maje sang no nati kinchanang vititekka pavissa made wa apasara yatha. Susukhang watachi wa maje sang no nat thi kin cha nang bi ti phat kha pha wissa ma de wa a phat sa ra ya tha. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Susukhang watachi wa maje sang no nati kinchanang vititekka pavissa made wa apasara yatha. Con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Vui thay cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi phi lạc luôn
khi tựa như thiên sứ các vị Quan Âm. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Dạ, thưa, con đã đọc xong, con có sai thì xin Ngài sửa lại giùm con. Dạ, niệm tự cảm ơn đạo tràng. Dạ, và bây giờ niệm tự xin dâng mít lại cho đạo tràng, đã mời đạo tràng trả bài tiếp ạ. Nam Mô Bích Thái giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, nhục bình kính chào và cảm ơn chị Metta, cô Tự Duyên cho nhục bình biết được tín hiệu. Nhục bình được đọc ạ. Nam Mô Bích Thái giá, nhục bình kính trả bài. Mình chào Thanh Thủy, Thanh Thủy vào đạo tràng có cầm mic được không? Cho một tín hiệu nghe Thanh Thủy. Dạ, Nam Mô Bích Thái giá, dạ con xin trả bài Pháp của Kinh số 200. Su su khăn quá ta chi qua ma nệ sang nô na thì kinh cha năng. Bì ti phát tha ba quý sa ma đề qua a pha sa ra giá tha. Su su khăn quá ta chi qua ma dệ sang nô na thì kinh cha năng. Bì ti phát tha ba quý sa ma đề qua a pha sa ra giá tha. Su su khăn quá ta chi qua ma sẽ ma dệ sang nô na thì kinh cha năng. Bị tri pháp kha ba quyết sa mắt đề qua a phát sa ra giá tha. Su su khăn qua ta chi qua ma dệ sang nô na thì kinh cha năng. Bị tri pháp kha ba quyết sa mắt đề qua a phát sa ra giá tha. Quy thai chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Quy thai cảnh giới Như Lai không gì chướng ngại, chẳng gai chứng gì, dưỡng nuôi hỷ lạc luôn khi tựa như thiên sứ các vị Quan Âm. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con có sai thì Ngài chỉ dạy cho con sửa ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Nam Mô Bích Thái, con nghĩ ra Thanh Thủy không có cầm mic được rồi. Dục Nguyễn cũng không cầm mic được. Nhà con thấy chồng đạo tràng ông Thi Lâm có cầm mic được không? Nhà không thấy Thi Lâm giúp nữa thì chắc Thi Lâm cũng không cầm mic được. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Thái giá. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Dạ con kính nhân bích đến Ngài. Sa thú quý vị, như hôm nay đọc rất hay, rõ ràng chính xác. Chỉ có Sĩ Kim là quê vốn đó nha, đọc coi như nửa này nửa kia cho nên gọi là dùng cái từ quê vốn. Bây giờ có lên chỉnh sửa lại không hay là để qua dùng kệ rồi cái lên kệ luôn ha? Đọc dùng kinh hay dùng kệ? Thôi bây giờ làm luôn cả hai đi.
Dạ con xin cảm ơn sư Chí Đức. Con xin đọc lại à. Tại vì con thấy trường âm nhắn đó sư. Con thấy nhiều khi sư bỏ vô sắc vô quý xí, có nhiều khi sư không bỏ, nắp thấp thì con không chắc tại sao vậy, con chưa tìm ra được. Nhưng mà bên con học bên của sư Sri Lanka đó thì cái trường âm nhắn nó là cái đoạn âm thôi sư. Nó thường mấy sư đó cũng đọc nó rất là nhẹ. Như là chữ mà sư xuất khăn quá tá đó, ở đây đọc tá là mạnh, nhưng mà bên Sri Lanka đó đọc là quata, quata, sư xuất khăn quata, chi quá mà. Chứ không có đọc là má, đọc rất là nhẹ. Thành ra con vô trong đâu thì đọc khác. Thôi con đọc lại theo của sự chỉ dạy của sư, con sửa lại chữ quýt á. Thì con đọc cố ý không đọc một hai chữ khác thì sư, để sư sửa con vậy thôi. Con xin đọc lại ha. Su su khăn quá ta chi hoa ma dê sang nô nắp thi kinh cha năng thì tí phát khà phá quý xà ma đề hoa à phát xà ra dắt thà. Su su khăn quá ta chi hoa ma dê sang nô nắp thi kinh cha năng thì tí phát khà phá quý xà ma đề hoa à phát xà ra dắt thà. Su su khăn quá chi hoa ma dê sang nô nắp thi kinh cha năng thì tí phát khà Pawitsa Madewa Apaksara Yatha. Quỳ thai chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Dạ, kỳ này con có sai sư rửa nữa, con xin trả máy lại. Con cũng cảm ơn sư sửa lại cho con. Sa thú sĩ Kim à, chúng ta cũng thông cảm, bởi vì mỗi quốc độ, mỗi đất nước đều có một cái thổ nhưỡng, cái âm điệu nó khác nhau. Đối với tiếng Việt của chúng ta thì quý vị thấy sắc quyền năng hỏi ngã, nó làm cho cái giọng nói của chúng ta phong phú hơn. Và đối với một số đất nước khác thì người ta họ không được như chúng ta, cho nên cái giọng tiếng Việt của chúng ta nó có vẻ hơi rõ ràng hơn, chính xác hơn ha. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta tự hào. Rồi thôi bây giờ ôn lại ha. Kính lễ để Đức Pháp Quang vừa đến với Pháp Hội. Bây giờ xin ôn lại câu Phật ngôn 100-200 này. Qua cái vấn đề cái giọng học. Su su khăn quá ta chi hoa ma dê sang nô nát thi kinh chá năng vi thi phát khà phát quý xà ma dê hoa phát xá ra giá thà. Sư xuất khẳng quá tá chi hoa mã dê sàng nô nát thi kinh chá năng bì thi phát khà phát quý xà mã đề hoa ào phát xà ra giá thà. Bây giờ trong cái giọng kể thì quý vị chú ý một câu tám từ thì chúng ta chia ra làm hai ha. Nhưng mà hôm nay thì cái giọng chúng tôi cũng hơi khàn khàn, quý vị cũng thông cảm. Su su khăn qua ta chi qua mà về sang nô nát thì kinh cha năng bi đi phát khả pha quê xa mà đề qua khoan xa ra gia tham. Su su khăn qua ta chi qua mà về sang nô nát thì kinh cha năng vì ti phật kha phật sa ma đề qua ao phán sa ra ya tha. Su su khăn qua ta chi qua ma ye sang nô nát thì kinh cha năng vì ti phật kha phật sa ma đề qua ao phán sa ra ya tha. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Rồi
Bây giờ mời cô tụi nơi tự nhiên lên trước đi ha. Ai biểu khen chi tặng qua rồi còn chắp tay nữa. Rồi cô tụi nơi tự nhiên. Dạ, anh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính tri ân Ngài, con kính đảnh lễ Đại Pháp cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con xin kệ bài Kinh Pháp Cú số 200. Su su khăn qua ta chi qua mà Ye sang nô nát thì kinh cha năng Y ti phạc khá phạc quýt xa mà Đề qua phạc xa ra giá thang Su su khăn qua ta chi qua mà Đề sang nô nát thì kinh cha năng Bi ti phạc khá phạc quýt xa mà Đề qua phạc xa ra giá thang Su su khăn qua ta chi qua mà Ye sang nô nát thì kinh cha năng Bi ti phạc khá phạc quýt xa mà Đề qua phạc xa ra giá thang Vui thay chúng ta sống không được không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hay cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi vĩ lạc luôn khi, tựa như thiên sứ các vì quan âm. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong. Bây giờ tôi xin xuống nước. Sa thú tu nữ tại duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thánh kính đảnh lễ đại đức Pháp Quang người Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, các cô tại duyên, chị Metta, cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư có thể bích để cùng với chúng con bài pháp của kinh số 200 không ạ? Nếu được thì con cũng thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ mô Phật, con xin kính lễ Ngài, kính lễ Chư Tăng. Chào con tu mấy cô tu nữ và Phật tử. Thì bây giờ cái giờ này là sư xin hẹn lại hôm khác đi. Giờ này là tới giờ sư phải đi rồi. Tại vì sư chỉ rỗi được 30 phút nhưng mà giờ này nó hết giờ rồi. Thôi cô cũng hôn thỉ ha, hôn thỉ cho sư để lúc khác nha. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con kính tri ân sư. Khi con thỉnh thi sư là tri ân sư rất là nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính chào thăm sa vô và vào đạo tràng. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, kính mời chị Metta Thích Niệm Từ Hạnh Dung. Dung Nguyễn bây giờ có bớt khang tiếng chưa? Dạ, xin mời quý vị ạ. Chị Metta bữa nay có cầm mic được không? Nhục Bình không thấy chị Metta cầm mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, kính mời chị, kính mời Hạnh Dung. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã được nghe rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tông Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin kể câu Pháp Cú 200. Số su khăn hoa ta chi qua ma ye sang no nát thì kinh cha năng bi ti phật kha pha huyết sa ma đề qua phật sa tha số số khăn qua chi qua ma yên lát đi kinh cha nào bi ti phật kha pha huyết sa ma đề qua phật sa ra ya tha. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta. Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Số số khăn qua ta chi qua mà dễ sang nô nát thi kinh cha năng bi ti phật kha pha huyết sa mà đề qua phật sa ra ya tha. Vui thay cảnh giới Như Lai không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi phỉ lạc luôn khi, tựa như thiên sứ các vị quan âm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Metta xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tư nữ Tự Duyên và kính chào đạo tràng. Con xin phép kệ câu Pháp Cú Kinh số 200. Su su khăn quá ta chi qua ma dê sang nô na thì kinh cha năng bi ti thạch ca pa vi sa ma Deva apasarayata Susu kangwa tachiwama Yesang no nati kinchanam Piti pekka pavisama Deva apasarayata. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta. Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khăn hoa ta chi hoa ma dê sang nô na thì kinh cha năng bi ti thạch ca pa vip sa ma đề hoa a pa sa ra ya tha. Vui thai cảnh giới Như Lai không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi phỉ lạc luôn khi, tựa như thiên sứ các vị quan âm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Giờ con đã kể xong ạ. Giờ con kính mời đạo tràng. Con xin phép xuống mít ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, niệm từ ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không niệm từ? Dạ, cảm ơn chị Metta.
Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Vinh, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được kể bài pháp của kinh số 200. Sù su khăn qua tà chi qua ma dễ sang nô na thì kinh cha năng bị ti phát kha và quê sa ma để qua a pha xà ra gia tha sù su khăn qua tà chi qua ma dễ sang nô na thì kinh cha năng bị ti phát kha và quê sa ma để qua a pha sạch ra gia tha sụ su khăn qua tại chi qua ma dễ sang nôn na thì kinh cha năng bị thi phát kha phạt quê sa ma để qua a pha sa ra gia tha vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Vui thai cảnh giới Như Lai không gì chứng ngại, chẳng gai chứng gì, dưỡng nuôi lạc luôn khi, tựa như thiên sĩ sứ các vị quan âm. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con nghĩ chắc con là người kể cuối cùng rồi, niệm từ chắc có lẽ bận gì rồi không thấy nhúc nhích. Dạ, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng ạ. Con kính dân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Câu Phật ngôn 200 về giọng đọc trường âm và đoán âm. Quý vị rất là thành công. Rồi trong giọng kệ thì quý vị cũng nắm vững được cái cách để chúng ta coi như lên xuống có cái âm điệu. Bởi vì nhiều khi chúng ta học giọng kinh tức là sutta thì phải theo cái quy luật của trường âm và đoạn âm. Rồi khi mà chúng ta đọc qua gatha tức là giọng kệ thì chúng ta cũng phải hiểu cái quy luật của tám chữ phải đọc như thế nào, rồi nhiều chữ nữa thì chúng ta phải đọc làm sao cho nó có bằng điệu và là giọng kệ kinh kệ ha. Đây bây giờ chúng ta ôn lại rồi đi vào duy sự, chúng ta sẽ thảo luận về câu Phật ngôn 200. Su su khang quá ta chi qua ma ye sang nô nát thi kinh cha nàng bì ti phật kha pa vi sa ma đề qua ao phát sa ra yat a. Cũng hơi khang tiếng, quý vị thông cảm ha. Su su khang quá ta chi qua ma ye sang nô nát thi kinh cha nàng bì ti phật kha pa vi sa ma đề qua ao phát sa ra yat a. Su su khang qua ta chi qua ma về sang lô nát thì kinh cha nặng pi ti phật kha pa vi sa ma đề qua phán sa ra ya tha. Su su khang qua ta chi qua ma về sang lô nát thì kinh cha nặng pi ti phật kha pa vi sa ma đề qua phán sa ra ya tha. Sư sư khăn qua ta chi qua mà về sang lô nát thì kinh cha nặng bi ti phật kha pa vi sa ma đề qua phán sa ra ya tha. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Câu Phật ngôn 200 này được Đức Phật đề cập đến khi ngài ngự tại cái làng Bà La Môn Banh Chát Xa La, tức là có một cái ngôi làng mà cái người Bà La Môn này làm chủ có tên là Banh Chát Xa La.
À, và tại đây thì Đức Phật đã đề cập đến Ma Vương. À, thì quý vị biết Ma Vương có 5 loại Ma Vương ha. Phiền não Ma Vương, pháp hành Ma Vương, rồi ngũ uẩn Ma Vương, rồi chư thiên Ma Vương, tử thần Ma Vương. Trong 5 loại Ma Vương này thì Đức Phật đề cập đến cái loại Ma Vương nào? Quý vị cũng phải chú ý ha. Một lần nọ, khi mà thấy 500 cô gái có duyên lành để chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoa, tức là Đức Phật ngày mỗi buổi sáng ngày quán coi chúng sanh nào hữu duyên đến chế độ, thì ngài thấy có 500 cô gái có duyên lành để chứng đắc thánh quả. Rồi Đức Phật ngự đến cái làng Bà La Môn Panchasala này, những cô gái này trong cái trường hợp đi lễ các cái để cúng ở tại đền, cúng sao, cúng hàng, vân vân, tức là khi cúng kiến tại các cái đền Bà La Môn giáo xong thì các cô này đi xuống dòng sông để mà tắm, rồi tắm xong trang điểm một cách coi như chỉnh chu rồi thì đi thẳng một mạch đi về nhà. Trên con đường đi về nhà thì Đức Phật cũng đi vào cắt thịt. Đức Phật cũng đi vào trong làng đó để cắt thịt. Thì Ma Vương nó mới nhập vào dân chúng ở trong cái làng Panchasala này, rồi khiến cho Đức Bổn Sư không được để bát một chút nào cả. Tức là nhập vô làm cho tâm của những vị Bà La Môn này thấy Đức Phật, hoặc là không thấy Đức Phật, thấy Đức Phật thì chán ghét, mà không thấy Đức Phật thì coi như khỏi đề bát. Chính vì vậy cho nên đi khất thực trong làng đó không có được một muỗng cơm nào hết. Rồi sau khi làm như vậy, Ma Vương mới đi ra ngoài cổng thành đứng chờ Đức Phật. Khi Đức Phật ôm bát đi từ trong thành đi ra thì Ma Vương mới chéo ghẹo rằng: "Này ông Sa Môn ơi, ông không được vật thực gì phải không?" Phật nhìn biết đó là Ma Vương thì mới nói rằng: "Này Ma Vương, tại sao ngươi lại khiến Như Lai không được vật thực như vậy?" Bạch ngài: "Thế thì xin ngài hãy quay trở lại làng đi khất thực đi." Khi mà nghe xong như vậy thì Ma Vương mới tính thầm: "Nếu mà Sa Môn Gotama quay trở lại làng, ta sẽ nhập vào dân chúng ở trong làng này, khiến cho họ vỗ tay cười chế nhạo trước mặt ông ta." Và ngay khi đó thì 500 cô gái đi đến cái cổng làng, gặp được Đức Phật, đến đến lễ ngài, rồi ngồi rồi đứng qua một bên. Ma Vương mới treo ghẹo Đức Thế Tôn rằng: "Bạch ngài, không được vật thực chắc là ngài phải khổ vì sự đói dữ lắm phải không?" "Này ác ma, mặc dù hôm nay Như Lai chẳng được chút gì cả, nhưng mà ta sẽ tọa hưởng cái vị lạc suốt ngày, giống như một cái vị trời phạm thiên ở cõi Quan Âm vậy." Và Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn số 200 này. Bây giờ đưa lại câu Phật ngôn để cho quý vị thấy ha. Câu Phật ngôn 200. Su su khẩn qua ta chi hòa ma dê sang đồ na thi kinh cha năng bì thi phát khà phá huy xà ma dê hòa ào phát xà ra giá thà. Su su khẩn qua ta chi hòa ma dê sang đồ na thi kinh chi năng bì thi phát khà phá huy xà ma dê hòa ào phát xà ra giá thà. Quý thầy, chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng nghĩ lạc như chư thiên Quan Âm. Và khi Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này thì 500 cô thiếu nữ đó chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoa.
Để ý trong câu Phật ngôn này, chúng ta biết rằng chư thiên mở cõi Quan Âm, các vị chư thiên này có sự hỷ lạc và vui thích, cho nên sống tự tại. Thì ước muốn cái gì thì nó cũng được như thế đó. Cho nên ở đây vui thay chúng ta sống, không gì gọi với ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Hoặc là Ngài Giới Đức đã dịch theo cái lối thơ vui thay cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi phi lạc luôn khi, tựa như thiên sứ các vị Quan Âm. Tức là cái cảnh giới ở Quan Âm Thiên là cảnh giới mà Như Lai, tức là như như bất động lai thành chánh giác thị danh Như Lai. Tức là trong cảnh giới này vui buồn hoặc là đau khổ hoặc là thương ghét coi như chướng ngại, và những cái phiền rầu sầu muộn á, quý vị biết rằng trong cái cảnh giới này họ chỉ nghĩ tưởng đến cái điều an vui là nó đến thôi. Chứ không phải là tạo tác hoặc là phải đi đói bụng thì phải lấy gạo đi nấu cơm, không có trường hợp đó. Mà nghĩ tưởng đến cái vấn đề mà vật thực là vật thực nó có, rồi mình sẽ hưởng được cái sự sung sướng đó. Chứ không có cái vấn đề tạo tác. Thì trong cái cảnh giới Quan Âm Thiên này, tức là do cái phỉ lạc mà các vị chư thiên này do cái thiền định để hưởng được cái quả đó. Với duyên sự này chúng ta thấy rằng dân thành điên đảo tại ma xuôi, ôm bát về không vật thọc vẫn vui, lại độ 500 cô thiếu nữ có duyên chánh tính chẳng hề lui. Phật bí mình như đại phạm thiên, suốt ngày tòa hưởng lạc truyền biên, có đâu bận chỉ vì cơn đói, mà chủ truyền lo việc khảo quyền. Thì với câu Phật ngôn này chúng ta thấy ma vương ở đây tức là chư thiên ma vương, chứ không phải phiền não, không phải tử thần, cũng không phải pháp hành ma vương nó phá, mà chư thiên ma vương nó xuống nó phá Đức Phật. Thì chúng ta thấy Đức Phật còn cái thân ngũ uẩn này, tức là Ngài mới có nhập tử duy nước bàn, cho nên còn cái thân ngũ uẩn, còn bị ma vương theo phá đám. Chúng ta thấy trên sự tu tập của Đức Phật rất là toàn diện về ba chủ pháp ba la mật, đã là một cái vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà còn cái thân ngũ uẩn còn bị phá. Từ bi, hai chữ từ bi, Phật còn lâm nạn, muốn chi tụi mình chúng ta còn phàm phu tục tử tham sân si. Thì khi mà gặp cái nghịch cảnh nó đến thì nổ khùng lên, nổ máu điên lên, không làm chủ được chính mình. Còn đối với Đức Phật thì Ngài không vì một cái cơn đói mà Ngài nghĩ tưởng đến cái vấn đề phỉ lạc. Ngài dùng cái pháp vị tức là vật thực mà không phải là đoàn thực, cho nên Ngài cảm thấy rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ câu Phật ngôn này quý vị thấy cái nội dung của nó, chúng ta thấy sống đừng có chấp thủ, không gì qua của ta. Rồi thấy bàn tay mới đưa lên bỏ xuống. Rồi mời xin nhiều quên. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, tại lúc nãy con nghe Ngài nói duyên sự đó, có người thỉnh Ngài rồi. Con sợ Ngài kêu rồi Ngài dục bức nhà chạy. Nên dạ cảm ơn cô Tệ Duyên cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Nên con xin lên, trước nhất là con
Thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài đã từ bi giảng dạy cho con học được Bali. Thì về ngày hôm qua đó Bạch Ngài, trong đạo tràng thì giờ của Vinh Kinh bài. Dạ, đạo tràng có nghe lại âm thanh Nhật Quỳnh không? Không nữa à? Dạ, đạo tràng có nghe lại âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ. Thì coi như Quỳnh, dạ cảm con tri ân Ngài và cảm ơn đạo tràng. Ngài khoan chạy nha Ngài, để cho con nói hết cái câu, cái ý của con đã. Dạ, thì coi như trong đạo tràng rất là xa thú kính cảm ơn Quỳnh Kinh đã một năm dạy đạo tràng học duy diệu pháp, coi như là hết 52 tâm sở. Thì ngày hôm qua thì không có Ngài vào trong đạo tràng, nên bây giờ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Cái thứ nhất, Ngài giữ cái room này để cho tồn tại đến ngày hôm nay. Cái thứ hai, Ngài đã dạy chúng con học Bali để chúng con khi học duy diệu pháp mới đọc được những cái từ Bali trong duy diệu pháp. Và cái thứ ba nữa, Ngài đã mời Vinh Kinh vào đạo tràng này để cho chúng con được học diệu pháp, nên con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài là như vậy. Còn cái câu pháp cú này thì con để cho đạo tràng có ý kiến. Và Nhật Quỳnh nói như vậy, chị Metta nè, Hạnh Dung nè, Dung Nguyễn nè, có đồng ý với Nhật Quỳnh như vậy không? Nếu có đồng ý là nhờ Ngài gìn giữ cái room này 11 năm rồi và Ngài đã dạy Bali thì chúng ta mới học được duy diệu pháp. Nếu đồng ý thì xin quý vị tặng hoa dân Ngài, không phải tặng hoa mà dân hoa cho Ngài. Công lao Ngài rất là lớn để cái room này còn tồn tại tới ngày hôm nay. Với lại nữa thì có một mình Ngài chèo chống, trong những cái room khác thì có nhiều vị giảng sư, còn giảng sư vào rồi giảng sư chạy ra, chỉ có Ngài cục trụ thôi. Để tới ngày hôm nay thì cả một vấn đề, tại vì Nhật Quỳnh có phụ với Ngài, Nhật Quỳnh biết cái cực khổ của một cái người mà giữ được cái đạo tràng lâu dài như vậy. Dạ, nên con chỉ thay mặt đạo tràng để thành kính đảnh lễ tri ân Ngài thôi. Rồi bây giờ thì con xin xuống mít. Dạ, con cung thỉnh bàn tay của Ngài đi. Ngài nói cho chúng con vài câu đi, rồi chúng Ngài có thể rời room, còn phần sau thì con lo được ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Alo, mới 6 giờ 18 phút. Còn tới 12 phút nữa. Nhưng mà chị Nhật Quỳnh coi như là muốn đuổi đi sớm hay sao đây? Chưa tới giờ mà coi như là mà không muốn đi đâu đi hả? Đi cho khuất mắt đi, để thời gian sau này là mặc sức tự tung tự tác hay sao đây? Trời thì có mưa có nắng, con người cũng có lúc mà giận, có lúc hờn, lúc buồn, lúc vui. Xin lỗi, đang ở chùa Đạo Quang cho nên chia trong phòng có chị Tăng đi tới đi lui, cũng có tiếng nói trong phải ở trong cái tu viện Tịnh Tâm. Thì quý vị biết rằng không làm chủ được chính mình về trú xứ, cho nên có nhiều khi phải lệ thuộc. Hôm qua là trong cái giờ của Huynh Kinh, là hồi cái giờ đó ở trên xe đi xuống chùa Đạo Quang, cho nên hữu sự ở dưới này, Ngài Tịnh Đức mới nhờ về phụ giúp công việc, cho nên quý vị cũng thông cảm. Còn khoảng tháng rưỡi nữa thì chúng tôi về Việt Nam. Khi về ở Dân Ngọc Đạt thì thế này chiếc kia thì quý vị có thể chắc chúng tôi là không làm tròn bổn phận. Còn đối với câu Phật ngôn này,
Chị Nhật Quỳnh nói như vậy, 11 năm rồi, bây giờ duy trì tiếp để làm gì? Chấp thủ, ôm ấp nó để làm gì? Câu Phật ngôn 200 quý vị thấy là Ye sang no nát thi kinh chả năng, Ye sang no nát thi kinh chả năng. Không có gì gọi là của ta, không có gì gọi là của ta. Thì bây giờ cái gì cũng có thời gian của nó thôi. 11 năm mà quá rồi, bây học cũng lên nhiều lắm rồi. Bây giờ hỏi cô Dung Nguyễn nè, quý vị biết á, đứng ở trên bục, đứng trên bục giảng, và bây giờ một giáo viên, một giảng sư hoặc là một vị pháp sư mà quý vị giỏi lắm á, chỉ trong vòng 3 năm là hết 4 à, tức là cái người đó giỏi lắm, nhưng mà trong vòng 3 năm quý vị đứng trên bục giảng mà quý vị coi như qua 3 năm rồi, tức là mở miệng ra là học trò nó biết rằng ông thầy cũng muốn nói cái gì rồi. Huống gì ở đây 11 năm quá trời quá đất nói riết rồi, cái xin lỗi quý vị biết hết rồi, còn gì để mà học nữa. Chẳng qua là chúng ta thay đổi món ăn, tức là có vị này, có vị kia, có cái giọng nói này, có giọng nói kia, để cho quý vị coi như thay đổi không khí, cái khẩu vị, cái khẩu vị nó mới mẻ một chút. Khi địa giọng Bắc, khi giọng Trung, khi giọng Nam, khi người Nam nói, khi người Nữ nói, với cái âm thanh đó làm cho chúng ta nó linh động một chút, khỏi buồn ngủ, khỏi buồn ngủ. Cho nên quý vị cũng đừng có mong chờ nơi chúng tôi. Ngày bây giờ còn hít thở thế này, nhưng mà quý vị có nhớ cái câu này không? Hít vô thở ra hết một ngày, thở ra không hít vô hết một đời, cũng là cái hơi thở mà thôi. Cho nên còn duyên thì chúng ta còn gặp nhau, nhưng mà chắc rồi coi như vị nào ở trong room này, nhưng mà xin nhiều quên nè, về tuần tục rồi nè, rồi quý vị có thể coi như mọi người thay phiên nhau để sinh hoạt trong room này. Che tàn thì măng mọc, chứ đâu phải là che tàn măng lũng. Nói chung tôi cũng càng vốn rồi, cho nên muốn kiếm một cái chỗ yên tĩnh để rồi trước sau gì cũng vô hủ thôi. Thì thôi bây giờ từ cái này là kiếm chỗ văn vắng mà trốn đi cho nó thoải mái, chứ không bây giờ trường mặt ra chỗ đám đông á dễ bị ăn đòn lắm. Nên anh nói ôm cho già mất nết, bởi vì mình tránh lại cái đứa trẻ bây giờ nghĩa là hậu sinh khả úy mà, chứ không phải là hậu sinh khả ố. Bây giờ lớp trẻ bây giờ coi như là chắc xám, với lại coi như quý vị nhớ rằng khi mà chúng ta trong cái thời gian này là kiếp giảm, sinh về nhàn cảnh thì ít, mà sinh về khổ cảnh thì nhiều. Nhàn cảnh ở đây chúng ta chỉ thấy trước mắt, đó là cái cõi nhân loại này, cái cõi nhân loại này, tức là khó sanh được làm người, làm người khó được sống lâu, khó nghe giáo pháp, khó gặp Phật ra đời. Thì trong những cái khó này trước mắt của chúng ta, khó sanh làm người, con người của chúng ta ở trong bào thai khi sinh ra chỉ có một hoặc là hai, tức là song sinh hoặc là sinh ra một người. Nhưng mà quý vị thấy rằng
loa sinh nè, thóc sinh nè, hóa sinh nè, thì trong những cái loại đó trừ thai sinh của chúng ta, loãng sinh này sinh ra trứng này, thấp sinh này, rồi có những hóa sinh này ha. Bây giờ quý vị thấy rằng nhất là thấp sinh, nhất là hóa sinh, nhất là loãng sinh, thì cái số mà chúng sanh mà đi vào trong cái cửa đó nó nhiều hơn là thai sinh. Sanh làm người khó lắm. Một con người mà thế phước á, khi mà chết đi thì đi xuống nhiều hơn đi lên. Đi xuống nhiều hơn đi lên. Và trong cái kiếp nhân loại của chúng ta mà được sinh lại làm người, thì đây là những vị chư thiên hết phước họ xuống cái cảnh giới này. Cho nên chúng ta thấy những đứa trẻ mới sinh ra đời, thì quý vị thấy cái chất xám của nó, cái đầu óc của nó, xin lỗi, nó mới bập bẹ, nó nói tiếng được tiếng mất. Nhưng mà đặt ra những câu hỏi thì ông già coi như là bạc đầu cũng trả lời không được với nó. Tại sao vậy? Nó ở gõ trang nó xuống. Cho nên cái bộ nhớ, cái trí của nó ghê gớm lắm. Cũng giống như tại cái xứ Kuru, quý vị biết dân trong cái xứ Kuru đó, họ gặp nhau trong cái sự tu tập của họ là nói về Phật giáo, họ là số một. Gặp nhau là họ hỏi về thân thọ tâm pháp, gặp nhau là họ hỏi cái sự tu tập được tiến hóa như thế nào. Bởi vì cái dân của xứ Kuru đó xuất phát là họ từ cái xứ Bắc Cô Lưu Châu đi theo một cái vị chuyển luân thánh vương. Rồi khi đi ngang qua cái vùng Kuru trong Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta thì họ hết phước và họ sanh tại cái xứ Kuru này. Để rồi chúng ta thấy về cái đầu óc của họ là luôn luôn hướng đến cái sự tu tập. Bởi vì Bắc Cư Lưu Châu thì cái phước họ lớn lắm, họ hồi nào họ cũng có sự an vui, cũng có sự tu tập nhắc nhở. Còn chúng ta thì muốn hiểu biết về Phật pháp, muốn mà coi cái tâm của chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, thì cái quan trọng nhất là cái tham. Muốn mà cái tham mà nó thối giảm, nó không tăng trưởng thì làm sao? Muốn có được như vậy thì chúng ta phải nhàm chán mới ly tham được. Mà nhàm chán cái gì? Cái đó thì quý vị tự hiểu, tức là cái gì nó cũng có vừa phải. Cho chúng ta mà quý vị thấy 11 năm trời thì thấy các bạn ngài nó ôm đồn chấp thủ, phải nhường lại cho người khác chứ, che tàn phải để cho măng mọc chứ. Bây giờ che mà nó già rồi mà coi mình sống mà coi nhìn đổi thời quá rồi, lão hóa thế này mà còn giành dân chiếm đất, không cho những thế hệ trẻ mà nó phát triển lên, thì như vậy mình có tội với thế hệ, với tương lai của giáo. Hãy nhường cho gấp trá. Thì bây giờ trong đạo tràng này quý vị thấy cũng có nhiều vị giỏi, cũng có nhiều người có thể thừa kế, thì quý vị cứ mạnh dạn đứng ra đi. Chúng tôi chỉ mong là một tuần đến với cái group này 3 ngày đủ rồi, hoặc là 4 ngày, ngày của ngài Lưu Tông vô để học hỏi này ngài đủ rồi. Còn bây giờ của huynh Pháp Hữu, của Thượng Tọa Pháp Thanh, của huynh Kinh, những cái ngày đó tôi dồn công việc lại để rồi những cái ngày đó giải quyết, thì mong quý vị cũng không cảm. Mấy chào Sức Nguyên Trang, lâu dữ ha, hay thiệt nha.
canh mê tới cái giờ một cái như hạ bàn cái vô kéo phụ ha, sung sướng thiệt, ăn đi chơi cho đã. Bây giờ canh mê tới cái giờ hạ bàn cái phụ kéo dùng ha. Rồi câu Phật ngôn 200 tới đây là chấm dứt, bởi vì Sĩ Quan Trang tới rồi phá đám. Thôi chúng ta nghỉ ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống chúng ta được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo nam truyền được an lành tịnh lạc. Hệ tệ nà sa chà vá chê nà sô thị vô hô tu sa ba đà. Do lời chân thật này kính dân quốc phước đen chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Chúng ta quy định ha, sau rưỡi nghỉ ha. Rồi nghỉ càng sớm càng tốt đi. Xin mời Sĩ Không Nhật hay là Sĩ Nhật Quỳnh muốn có ý kiến gì cứ nói tiếp đi. Chúng tôi xin phước lui.